YouTube thả ga chỉ với 9K. Buổi tập gần đây thì tinh thần của cả đội rất tốt, rất là tập trung, hăng say. Mặc dù đợt này lên có giáo án có hơi nặng một chút, mà anh em vẫn cố gắng động viên nhau tập. Theo em thì mỗi năm một khác, còn cơ hội thì đều chia đều cho tất cả các bạn thôi. Ai mà tập tốt, thể hiện tốt thì lọt đường mắt xanh của thầy thì cái đấy là điều tốt thôi, chứ không có riêng đặc quyền cho bất kỳ ai. Trong buổi tập gần đây mới lần triệu tập trước đây thì thầy cho em đá trung vệ lệch trái. Tuy nhiên là vị trí mới thì cũng khá bỡ ngỡ, nhưng mà em vẫn cố gắng thích nghi thật tốt để có thể giúp ích cho đội. Tại vì năm nay thì em cũng được thi đấu khá là nhiều, nên là phong độ vẫn khá là ổn định. YouTube thả ga chỉ với 9K.